BLACKPINK được coi là một trong những nhóm nhạc nữ K-pop thành công nhất hành tinh. Dù với tư cách solo hay hoạt động nhóm, BLACKPINK liên tiếp phá vỡ các kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Với việc Jisoo là thành viên cuối cùng của nhóm ra mắt solo, thì chúng ta hãy cùng xem lại các thành viên BLACKPINK nào có sự nghiệp solo thành công nhất nhé. Vị trí thứ tư, Jennie. Spotify là 4,2 triệu người nghe hàng tháng. Ở YouTube thì MV solo đạt 16 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành. Hai năm sau khi nhóm nhạc nữ ra mắt, Jenny là người đầu tiên trong bộ tứ phát hành album solo mang tựa đề solo vào năm 2018. Video âm nhạc của bài hát solo đã tích lũy được 16 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng 24 giờ sau khi phát hành. Đây được coi là một kỳ tích lớn bởi màn ra mắt solo của Jenny diễn ra vào thời điểm Blackpink vẫn đang phát triển lượng người hâm mộ và chưa củng cố được vị thế của mình trong ngành, đặc biệt là trên trường quốc tế. MV solo hiện đã có hơn 900 triệu lượt xem vị trí số 3, Rose. Spotify là 4,4 triệu người nghe hàng tháng, YouTube MV On The Round có 41,6 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành. Rose đã phát hành album đơn solo mang tự A à vào tháng 3 năm 2021. Album bao gồm hai bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, điều này khiến nhiều người hâm mộ Hàn Quốc lo ngại liệu album này có thể hiện tốt hay không. Nhưng đúng như dự đoán với tư cách là giọng ca chính của một trong những nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới, album của Rose đã nhanh chóng làm nên lịch sử khi phát hành. Nó đã nhận được 400.000 đơn đặt hàng trước, con số cao nhất mà một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được vào thời điểm đó. Bài hát On The Round của cô ấy đã đạt được 41,6 triệu lượt xem trong 24 giờ trên YouTube và hiện có hơn 315 triệu lượt xem. Bài hát cũng đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 và dành 7 tuần trên bảng xếp hạng, trở thành bài hát có thành tích tốt nhất của một thần tượng K-pop solo vào thời điểm đó. Ca khúc Con của cô ấy cũng thể hiện rất tốt. Đây là bài hát xếp hạng lâu thứ 5 của một nghệ sĩ solo K-pop trong lịch sử Billboard Global 200, dành 3 tuần trên bảng xếp hạng So với các bài hát của Jennie và Lisa, album của cô gái 26 tuổi này có giai điệu nhẹ nhàng và êm dịu hơn, khác xa một chút so với các bài hát sôi động và nữ tính thường thấy của BLACKPINK như Pink Venom hay Shut Down. Xếp hạng 2 là Jisoo với Spotify là 7,3 triệu người nghe hàng tháng, YouTube MV Flower có 40 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành. Là thành viên Blackpink cuối cùng phát hành album solo vào ngày 31 tháng 3, nhưng Jisoo đã cho thấy sức hút vô cùng nổi bật của mình. Với hơn 1 triệu bản đặt trước cho album Me, điều này khiến cô trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên trong lịch sử có hơn 1 triệu bản đặt trước. MV Flower có hơn 40 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành. Đây là số lượt xem trong 24 giờ đầu tiên lớn nhất so với bất kỳ một MV K-pop nào được phát hành từ đầu năm đến nay. Đứng ở vị trí thứ nhất là Lisa với Spotify là 9,5 triệu người nghe hàng tháng. YouTube MV La Lisa có 73,6 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành. Là vụ công chính kiêm rapper chính của Blackpink, Lisa là người giành vương miện trong danh sách về sự nghiệp âm nhạc solo thành công nhất. Vào tháng 9 năm 2021, một vài tháng sau khi Rose phát hành đĩa đơn solo, Lisa tiếp tục phát hành album đĩa đơn đầu tay của riêng mình. Cô đặt tên nó theo tên thật của mình là La Lisa. Sau khi phát hành, thì MV La Lisa đã đạt tới 73,6 triệu lượt xem và trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube của một nghệ sĩ solo trong 24 giờ, theo kỷ lục Guinness Thế Giới. Album của Lisa cũng đã tạo ra một tác động quốc tế phá vỡ ba danh hiệu kỷ lục, theo kỷ lục Guinness Thế Giới. Nguồn tin nói thêm rằng nữ đại sứ của Bulgari đã phá kỷ lục là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên giành chiến thắng tại MTV Video Music Awards và MTV EMA. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của kênh Tốt Sao Hàn và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh và bật quả chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.